Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Khanh Xe Tải của mình. Thì hôm nay là tháng 11 rồi, hôm nay mình xin chúc cho anh em có một ngày làm việc vui vẻ và chạy xe bình an trên mọi nẻo đường nha. Thì hôm nay mình xin tiếp tục giới thiệu cho anh em bảng giá xe tải của tháng 11 có những sự thay đổi nào nha. Thì trước mắt chúng ta, sản phẩm đầu tiên chính là xe Jac X99 phiên bản máy dầu. Đây, hiện tại xe thùng bạc nha anh em. Thì xe thùng bạc đóng từ chassis lên. Xe này hiện tại đang có giá là 305 triệu. Xe thùng chưa giấy tờ nha anh em. Thì mỗi thời điểm có giá khác nhau nha anh em. Nếu anh em nào cần thì cứ liên hệ mình. Và tiếp theo là dòng 1 tấn 25, cũng là Jac nhưng cũng là máy dầu luôn. Thì xe Jac nó có 3 tải trọng, một xe nhưng mà có 3 tải trọng. Thì xe này là 310 triệu nha anh em, 1 tấn 25, 310. Anh em nào có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ mình, hỗ trợ trả góp đầy đủ. Xe Jac trang bị 2 chỗ ngồi và dung tích máy của nó là 1.8. Tiếp theo là chiếc Jac Sunray 16 chỗ. Xe này rất là giống xe Hyundai. Đấy, xe giống xe du lịch Hyundai. Thì xe này hiện tại đang có giá là 670 triệu. Anh em nào có nhu cầu mua xe này hoặc là muốn tham khảo về dòng 16 chỗ thì cứ liên hệ mình. Đây, mình mở cửa cho anh em, cái nội thất xe rất là rộng. Và đặc biệt hơn là xe Jac là bánh sau là trang bị bánh đôi luôn nha. Tất cả các dòng sản phẩm từ nhà máy Jac đều là bánh đôi hết, kể cả xe tải và xe du lịch. Đây, anh em xem nội thất rất là rộng rãi. Thì mình qua tiếp cái dòng tiếp theo. Thì cái dòng tiếp theo chúng ta mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái dòng xe Jac N200 có tải trọng là 1 tấn 99. Một xe tải rất là đẹp, cái mẫu thiết kế là cabin vuông và mẫu thiết kế của 2019, động cơ Isuzu, máy là 2.721. Hiện tại xe thùng bạc là 430 triệu. Xe rất là đẹp và có cái chế độ bảo hành rất là tốt, bảo hành tới 5 năm và là 150.000 cây. Thì chúng ta qua bên đây. Thì dòng sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu chúng ta là hai chiếc xe van đến từ nhà máy Kenbo và nhà máy Dongben. Đây, chiếc khác chúng ta đến với chiếc Dongben 5 chỗ. Xe mới về tới công ty mình hồi sáng đây, lúc sáng đây. Thì mình sẵn đây mình quay luôn cho anh em. Chiếc này là 490 kg nha anh em, chở thêm được 5 người nữa. Có giá là 290 triệu. Xe này chạy vào thành phố 24/24, không bị cấm giờ. Xe tiếp theo là xe Kenbo 2 chỗ, có màu đỏ rất là đẹp. Đây là 2 chỗ, có tải trọng là 950 kg nha. Xe này thì có giá rất là thấp, chỉ có giá 230 triệu xe thôi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Thì xe này có dung tích là 1.5 nha. Thì tùy thời điểm nha anh em, nhiều khi cái xe nó biến đổi giá, mình báo thì có thể nó sẽ không chính xác được, nhưng có thể nó sẽ nằm trên lệch vài triệu. Anh em nào mà muốn bánh chiếc xe chính xác thì điện cho mình nha, số điện thoại mình để dưới video đó. Tiếp theo là chiếc Photon 850 kg. Đây anh em nhìn thấy Photon có cái mẫu xe thiết kế rất là đẹp, cabin rất là đẹp, ghế xe này đặc biệt là ghế này là ghế da luôn nha, ghế ngầu rất sướng, gầm cao nhưng mà thùng hơi ngắn xí, thùng chỉ có 2m2 thôi. Nội thất rất là đẹp, cao ráo sạch sẽ. Xe này hiện tại đang có giá là 215 triệu. Anh em nào muốn thì lấy xe này thì liên hệ mình. 215 triệu nha, trả trước. Tất cả xe tải thì hiện tại bên công ty mình thì trả trước tầm 25 đến 30% là lấy xe ngay nha. Tiếp theo là chiếc Veam VBT 095. Chiếc này cũng có mẫu thiết kế rất là đẹp. Cái bề ngang xe rất là rộng, bề ngang xe lên đến là 1m6, gần 1m6 nha anh em. Đây là cái khoảng bên trong cabin ngầu rất là rộng, mặc dù chỉ có là 2 người thôi. Thì xe này có kích thước thùng là dài 2m6 nha anh em, nó dài hơn Photon. Photon chỉ có 2m2 thôi. Xe này 2m6 và có giá hiện tại là 230 triệu. Xe thùng kính nha, 230 triệu. Xe có máy lạnh luôn, xe tất cả xe tải giờ có máy lạnh hết nha, chỉ trừ xe Dongben thôi. Xe Dongben thì có giá trị rất là thấp nhưng mà gắn máy lạnh vô thì nó ngang ngửa với cái một số dòng xe như Kenbo hoặc là xe Photon. Giờ mình sẽ ra bên ngoài đây. Bên ngoài đây nhiều xe lớn, tại vì bên trong showroom thì chỉ trưng bày được những xe nhỏ thôi, không gian có giới hạn, nên mình bây giờ mình ra cái phần qua đây mình giới thiệu cho anh em xem. Đây là chiếc xe, đây là xe Vĩnh Phát 3,5 tấn và có giá là 520 triệu, xe thùng chưa giấy tờ nha anh em. 520 nha, xe thùng. Thùng xe thì có kích thước dài là 4,3 m, xe có máy lạnh trang bị theo sàn theo xe luôn. Và chiếc Jac 2,4 tấn loại 2019, chữ là chữ màu bạc nha. Chiếc Jac 2,4 tấn 2019, thùng dài 4,4 m, máy Isuzu 2.771 thì có giá là 390 triệu, xe thùng bạc. Nội thất xe là 3 chỗ ngồi và ghế là ghế vải, có máy lạnh sẵn theo xe luôn. Hộp số 5 cấp, máy Isuzu hộp số 5 cấp. Xe này hiện tại giờ Jac này khẳng định của mình, vị trí của mình trên thị trường rất là tốt, dòng xe chạy rất là bền và cái chế độ bảo hành bảo dưỡng rất là tốt nữa. Tiếp theo là chúng ta đến với chiếc Jac loại N350 loại tải trọng 3,5 tấn. Nãy chiếc ở trong nhà là chiếc 1,99 tấn nha anh em, bây giờ một chiếc này là chiếc 3,45 tấn. Thì chiếc này là chiếc lên tải của một chiếc N200 đó anh em. Cái xe này nội thất rất là đẹp, đây nội thất vô lăng 4 chấu ốp mạ chrome rất là đẹp, trang bị máy lạnh sẵn theo xe. Xe này cũng xài hộp số là 5 cấp, là sử dụng động cơ Isuzu là 5 tiếng một lùi nha anh em. Động cơ Isuzu là máy 2.771. Và tiếp theo là chiếc xe Đô Thành IZ-65 có tải trọng là 3,5 tấn luôn. Thì bên công ty mình đang còn một xe này đời 2018 nên là đang thanh lý chiếc này nha anh em, là 420 triệu là ra giấy luôn á, 3 anh em 3 biển số luôn. Đang thanh lý chiếc này, tại vì bên mình còn đúng một xe này thôi nên là bên mình đang để giá rất là tốt. Và chiếc tiếp theo mình muốn giới thiệu cho anh em là chiếc Dongben thùng lửng, xe 2019 nha, đang có giá rất là tốt, 159 triệu, xe thùng lửng nha. Và xe này hiện tại là đang có kính chỉnh điện và trợ lực lái rồi nên anh em yên tâm. Xe thùng lửng, kính chỉnh điện, trợ lực lái, máy là nó hơi nhỏ, máy 1.051 thôi. Xe này chỉ chạy đúng tải thì ok, anh em nào chạy tầm khoảng 1 tấn thì quay đầu thì ok, rất là ok. Tiếp theo chúng ta đến với xe Isuzu VM 1,9 tấn thùng dài 6,2 m. Thì xe VM 1,9 tấn thùng dài 6,2 m nó có hai loại, là bề ngang là 1,850 m hoặc là 2 m, nó có hai loại chỉ cùng một giá tiền thôi nha anh em. Xe này hiện tại đang có giá là 540. Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình. Doanh nghiệp hiện tại đang mua xe này rất là nhiều, dòng sản phẩm đang cạnh tranh với VT 260-1 rất là nhiều nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em là hai chiếc Dongben. Hai chiếc này cũng mới về công ty mình thôi. Hai chiếc Dongben thùng bạc, cái giá là 165 triệu. Xe 2019 thì đã lên kính chỉnh điện và trợ lực lái cho chúng ta nha, không còn dùng kính quay và dùng thước lái như lúc trước. Bây giờ xe này cũng rất là rẻ, xe ok, chạy ok. Bây giờ chiếc tiếp theo mình muốn giới thiệu cho anh em là chiếc FAW của nhà máy Giải Phóng, sử dụng động cơ Hyundai. Đấy, anh em xe này là xe 7,3 tấn, thùng dài 6,2 m nha anh em. Có giá rất là tốt, chỉ khoảng 590 triệu, xe thùng. Thì giá mình báo thì xe nó có chênh lệch một xí so với thị trường, giảm là giá mình thấp hơn đó anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình để biết giá chính xác nha anh em. 590 triệu, xe phao động cơ Hyundai. Tất cả xe Trung Quốc giờ đều là sử dụng máy Hyundai hoặc máy Isuzu nha, nên là giá trị của nó có hơi cao so với lúc trước và chất lượng nó mang lại thì tốt hơn lúc trước rất là nhiều. Đây chiếc tiếp theo là chiếc Dongben T30 1,2 tấn thùng lửng, bên công ty mình cũng đang thanh lý đây. Giá này bên mình đang để 225 triệu, giá lăn bánh anh em, 225. Tiếp theo chúng ta là chiếc Jac 1,5 tấn, nãy là một chiếc 990 kg và 1,25 tấn, thì chiếc này là 1,5 tấn nha anh em. Thì xe nó giống nhau, ba loại tải trọng rất giống nhau hết luôn, chỉ khác cái mã loại ở chứ cái đầu xe là X125 hoặc là X99 hoặc là X150 thôi, để phân biệt cái tải trọng của xe thôi. Thì xe này hiện tại đang có giá là 315 triệu, xe thùng bạc 1,5 tấn nha anh em. Mỗi xe nó trên nhau khoảng 5 triệu thôi, 990 kg thì 305, 1,25 tấn thì 310, thì 1,5 tấn thì 315 triệu. Tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn là chiếc Kenbo này. Chiếc Kenbo này là chiếc 5 chỗ. Hồi nãy mình giới thiệu cho anh em là chiếc 2 chỗ. Chiếc 5 chỗ này có mặt nạ khác chiếc 2 chỗ nha. Mặt nạ là nhìn đẹp hơn một chiếc 2 chỗ rất nhiều. Chiếc 5 chỗ này là cống, chiếc này là phiên bản cao nhất này. Có camera lui luôn nha anh em. Là 261 triệu xe nha. Mình vô bên trong là thoát nha. Xe này sử dụng động cơ 1.5. Đây kính này được tích hợp camera lui rồi nha anh em. Khi mình chạy xe mình bật lên là nó sẽ hiện máy bật 1.5. Xe này có máy lạnh sẵn luôn. Xe này 5 chỗ ngồi và tải trọng của nó là 650 kg. Nó dở hơn Dongben là nó sẽ không được vào được thành phố những lúc mà khung giờ cấm. Nó chỉ vào những khung giờ bình thường thôi. Tại vì nếu muốn vào thành phố được á, là phải tải trọng phải dưới 500 kg. Chỉ giờ dưới 500 kg chỉ có Dongben và Suzuki thôi. Dongben thì nó được 5 chỗ. Đây là chúng ta tiếp theo là chiếc K5 của nhà máy Trường Giang. Xe có cái phần đầu rất là giống xe bán tải, rất là đẹp. Gầm tất cả các xe tải nhỏ đến từ nhà máy Trường Giang thì có cái gầm xe rất là cao, rất là thoáng xe. Đi xe rất là nhìn xe rất là chắc chắn. Em nhìn cái gầm xe rất là cao so với cái dòng như Dongben hay Kenbo hoặc là Veam. Cái dòng Veam thì cái gầm nó hơi thấp. Chiếc đó thì có giá, chiếc K5 của nhà máy Trường Giang thì có giá là 180 triệu xe đồng bạc nha anh em. Về tiếp theo là chiếc B180 của nhà máy Dongfeng Hồng Huy. Chiếc này thì được nhập khẩu nguyên chiếc và xe này được có hai loại tải trọng, hai loại kích thước thùng nha anh em. Thì một loại là 7,5 m và một loại là 9,5 m. Thì cái mẫu cabin thì nó không khác nhau gì đâu, nó chỉ khác cái phần thùng xe thôi. Thì cái dòng xe này nó đang được nhiều người quan tâm lắm, tại vì cái thùng nó rất là dài mà dưới 10 tấn nữa. Thì nếu mà chiếc này ra tải thì chỉ còn 8 tấn và thùng dài 9,5 m. Hiện tại phiên bản xe thùng bạc là 980 triệu đó anh em. 980 triệu một xe. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đây. Mình quay xe cho anh em xem. Bây giờ chiếc xe ben thì mình không nói nha anh em. Mình sẽ quay chiếc Chiến Thắng 7,2 tấn cho anh em xem. Chiến Thắng 7,2 tấn, thùng dài 6,7 m. Thùng dài 6,7 m, số 2 tầng đầy đủ. Xe này hiện tại đây có giá rất là tốt, 480 triệu xe thùng. Xe 27 sử dụng ga cơ. Những xe này sử dụng 27 là đều sử dụng ga cơ nha anh em. Đây chiếc thùng kính 1,9 tấn, thùng dài 6 m. Đây. Chiếc này hiện tại đang có giá là 550 triệu nha anh em, thùng kính. Đây anh em nhìn thấy xe rất là thùng rất là dài. Xe này là Isuzu Vĩnh Phát nha anh em. Và tiếp theo chúng ta đến với chiếc Veam VT 260-1. Đây anh em nhìn cái xe đây. Xe rất là đẹp, thùng rất là dài, cabin vuông luôn, nó giống cabin Jac. Chiếc này hiện tại đang có giá là 480 nha anh em. Veam VT 260-1, thùng dài 6,2 m. Con này cũng được lên máy Isuzu rồi nha anh em, chứ không còn dùng máy Hyundai như lúc trước nữa, máy Isuzu. Bên đây thì cũng là một con xe Vĩnh Phát, 1,9 tấn, thùng kính. Chỗ trống này thì mới đây có một chiếc Veam nhưng mà công ty mình bán lấy đi rồi. Thì tiếp theo là hai chiếc Jac. Vì mình muốn giới thiệu cho anh em xem tiếp theo là hai chiếc Jac. Anh em nào mà có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ mình nha. Xe nào bên mình cũng bán chứ không chỉ những sản phẩm mình đang quay cho anh em thôi. Đây hai chiếc Jac. Hai chiếc Jac thì là 1,5 tấn hết nha anh em. Máy dầu hết. Có máy xăng nữa nhưng mà máy xăng thì lô mới tầm khoảng cuối tháng 11 này thì xe sẽ về nha anh em. Đây chiếc Kenbo thùng lửng là 185 triệu nha anh em. Anh em là có nhu cầu liên hệ mình. Anh em một hỏi mua xe gì thì cứ liên hệ mình, xe nào mình cũng bán. Không chỉ những xe đang trưng bày tại công ty mình thôi. Tại vì cái bãi xe đang có giới hạn nè. Thì mình sẽ giới thiệu sẵn một số dòng xe đang có mặt tại công ty mình thôi. Như Hyundai hay là Isuzu hay là Daivu, hay là các bạn muốn dòng gì Hino, bất kể những dòng xe nào bên mình cũng bán nha. Bên bồn thì mình có hết tất cả những dòng xe. Đây chiếc Dongfeng thùng dài 7,5 m đó nha anh em. Chiếc đó thì có giá là 970 triệu, nó rẻ hơn chiếc thùng dài 9,5 m 10 triệu. Đây chiếc Photon nãy mình giờ giới thiệu, chiếc Photon màu xanh rồi, có giá 215 triệu nha. Đó là cảm ơn anh em đã xem video của mình, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả anh em.